Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị và các bạn thân mến, sống ở trên đời thì ai cũng muốn gặp được nhiều điều may mắn, làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Con cái thì biết tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan, nghe lời cha mẹ. Thế nhưng, những điều đó có phải là đang quá xa vời đối với chúng ta? Có người thì gia đình hòa thuận, nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Cũng có người kinh tế thì dư giả, nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ, đó cũng là lẽ thường tình trong kiếp nhân sinh, đúng không quý anh chị và các bạn? Trong chuyên mục chi tiết từng tuổi năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay, thì ban biên tập chương trình kênh Phong thủy Gia Cát cũng muốn chia sẻ với quý chị và các bạn về tử vi của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong năm 2021 Tân Sửu. Trong năm 2021 tới đây thì vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 sẽ ra sao? Trong năm này thì mệnh chủ có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh sự nghiệp của mình, chúng ta có gặp phải những khó khăn hay là trắc trở nào hay không? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào trong năm 2021? Và để nắm rõ được vận trình của mình như thế nào, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi chi tiết video ngay sau đây. Tử vi năm 2021 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 dự báo may mắn giống như sóng trên biển, có lên có xuống và không bao giờ mơ ước kiếm được tiền nhanh chóng. Cẩn thận khi đầu tư, xử lý tài chính một cách cẩn thận vì bạn có thể vượt quá ngân sách và gây ra vấn đề tài chính. Vận may nghề nghiệp cho những người sinh năm 1978 thuận lợi, họ có thể có những tiến bộ lớn trong công việc, tích cực và tham vọng, có thể dễ dàng phụ trách một số dự án lớn. Mối quan hệ với đồng nghiệp và các cấp sẽ hài hòa và thoải mái. Tuy nhiên thì mọi thứ không thuận lợi trong hôn nhân, hầu hết các tranh chấp về con cái. Vì vậy, đề nghị bạn kiểm soát sự nóng nảy và nói chuyện tốt với các bạn. Lắng nghe các ý kiến của con trẻ cũng rất quan trọng. Hại thái tuế, mọi việc không thuận lợi, tất cả mọi thứ nên thận trọng. Vận tuổi lưu chuyển đến năm 2021 Tân Sửu, mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, vì cùng thái tuế và năm Sửu có quan hệ tương hại bên trong, còn được gọi là hại thái tuế. Nam mệnh thì thông hội có nói, thái tuế rơi xuống có tai họa, hình trùng phá hại quỷ đưa đẩy. Lưu niên nếu còn gặp kỵ thần thì đầu rơi máu chảy khó tránh thoát. Vận trình của mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 vào năm nay dễ dàng gặp phải khó khăn trắc trở, làm việc không thuận lợi, sự nghiệp, tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng ở mức độ không giống nhau. Đặc biệt là ở việc thăng tiến lên vị trí cao hơn, cạnh tranh cương vị hoặc là phát triển sự nghiệp của mệnh chủ Mậu Ngọ sinh năm 1978 là thời kỳ then chốt. Lưu niên có thương quan lộ ra, nhất định phải chú ý tránh việc để lộ tài năng hoặc là thích đao to búa lớn. Để tránh thất bại trong gang tấc, bị người đố kỵ ghen ghét. Đương nhiên, mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 thì không cần phải quá lo lắng đến nỗi bất an. Bởi vì năm nay gặp Long Đức, Tử Vi, Địa Giải, Thiên Ất Quý Nhân. Đây là các cát tinh giúp hóa giải vận hạn. Vì vậy, bình thường luôn giữ được những suy nghĩ lương thiện cùng một lòng biết ơn, dĩ hòa vi quý, cư xử chân thành, có các mối quan hệ làm ăn tốt mới có thể có những lúc đi xuống hoặc là thời điểm quan trọng nhận được sự giúp đỡ của bạn bè xung quanh, cấp trên, đồng nghiệp, cộng sự hay là khách hàng. Hàm trì đóng mệnh, vậy nên vận trình tình duyên của mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 cũng sẽ có những biến động lớn cần phải chú ý rất nhiều. Tóm lại, năm 2021 Tân Sửu này, mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 hại thái tuế, kiến nghị mọi việc nên giữ gìn, đừng bay cao, bay xa, có thể điều chỉnh mong muốn miệt mài tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trí tuệ, đợi đến khi thiên thời địa lợi thì có thể phấn khởi tiến lên, phát triển cơ đồ. Để cho vận trình năm 2021 được thuận lợi may mắn, mệnh chủ cần sử dụng kim bài thái tuế năm 2021 luôn mang theo bên người để nghênh đón thái tuế năm nay. Và mệnh chủ cần phải sử dụng vật phẩm bát bảo tâm kinh.
Đây là trang sức hộ thân có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Dự đoán tử vi của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978 vào năm Tân Sửu. Năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thượng thổ, được hiểu là đất trên trường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng trộm cướp, để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 cho đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nạp âm ngũ hành là thiên thượng hỏa, phần lớn là người đoan chính, ưa thích ham chơi, oai phong lẫm liệt, về già an bình. Năm Tân Sửu nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, hỏa thổ tương sinh tiết mất khí, nên bản mệnh trong năm nay cần phải chú ý nhiều đến các bệnh liên quan tới tim mạch và mắt. Năm Tân Sửu là một năm cực kỳ may mắn với tuổi Mậu Ngọ 1978, bản mệnh có nhân duyên tốt, dễ được quý nhân phù trợ, cộng với tham vọng lớn lao, dũng cảm đối diện với mọi vấn đề xảy ra. Dám nghĩ, dám làm nên nhất định có thể đạt được thành tích xuất sắc trong sự nghiệp. Tuy nhiên thì mệnh chủ cần phải biết khiêm tốn, không nên đắc ý quá mức, lơ là, khiến cho công việc cố gắng đều đổ sông đổ bể. Không nên nóng nảy coi thường người khác, chủ động gây chuyện thị phi mâu thuẫn, có thái độ ham học hỏi, chú ý lắng nghe lời góp ý, luôn tôn trọng lãnh đạo, những người đi trước và đồng nghiệp xung quanh. Dù có sự nghiệp phát triển nhanh chóng nhưng bản mệnh thường lơ là tình trạng sức khỏe của bản thân, không muốn dành thời gian để đi khám bệnh hoặc là thả lỏng tâm trạng nên cơ thể dễ bị chịu ảnh hưởng xấu. Ngoài ra thì năm nay cần phải chú ý đặc biệt là bảo vệ sức khỏe, mọi chuyện nên dùng tâm bình tĩnh, đừng kích động hại thân, đồng thời cũng nên chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để hóa giải bạn nhé! Nam mệnh 44 tuổi năm nay gặp sao Thái Âm chiếu mệnh là một năm mọi việc tùy thuận, được Nguyệt Đức nhập mệnh có khả năng được quý nhân giúp đỡ, thích hợp đi xa cầu tài. Nữ mệnh 44 tuổi năm nay gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh có vấn đề tương đối nhiều, ra vào cần đề phòng trộm cướp, mọi chuyện ắt phải đề phòng có người hãm hại. Tử vi học tổng thể cho người sinh năm 1978 Mậu Ngọ sẽ tốt trong năm 2021. Có thể là một năm chiến đấu cho sự nghiệp, bạn sẽ tạo ra những bước đột phá trong công việc và những nỗ lực của năm ngoái sẽ được đền đáp. May mắn trong việc kiếm tiền cũng tốt và bạn sẽ may mắn nhận được những nguồn thu nhập tăng thêm từ thăng chức và tăng lương. Mối quan hệ tình yêu và sức khỏe có thể tương đối kém sẽ làm phiền bạn ở một mức độ nào đó. Sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 vào năm Tân Sửu. Trong sự nghiệp thì mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 sẽ gặp khó khăn trong công việc vào năm 2021. Nếu giải quyết một dự án cụ thể, họ có thể không hoàn thành đúng hạn vì họ xử lý các chi tiết không đúng cách. Họ cần phải làm thêm giờ để gấp rút hoàn thành công việc. Tuy nhiên thì không cần phải lo lắng về điều đó vì sẽ có sự giúp đỡ từ những người khác làm việc trong lĩnh vực của mình. Mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 rơi vào năm Hại Thái Tuế, về mặt sự nghiệp rất dễ bị ràng buộc, bôn ba vất vả. Năm 2021 là năm vẫn chưa thuộc về thăng cấp, mệnh chủ sinh năm 1978 nên giữ vững cương vị, làm tốt chức vị của mình, đừng đem tinh thần về thể lực vùi đầu và tranh chấp đoạt quyền. Mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 năm nay cần tốn nhiều tâm tư để giữ gìn tốt các mối quan hệ cùng đồng nghiệp, tránh người khác giở trò sau lưng. Trong công việc thì bất luận quyết sách gì đều phải kiểm tra thử nghiệm sau đó mới thực hành, không chỉ để dựa vào cảm giác của bản thân, nếu không sự nghiệp chỉ thu về thất bại. Vẫn phải cẩn thận đề phòng người giáp tâm mang thị phi gièm pha, phá tan hình tượng của bản thân, cản trở sự nghiệp phát triển. Về học tập, có nhất bạch tài tinh tương trợ, năng lực tiếp nhận sự việc mới tương đối là mạnh, vận học tập được tăng lên theo chiều hướng tốt. Ngoài ra thì thiên ất quý nhân là cát thần có thể hóa giải được hung hiểm, có tác dụng trợ thân tiêu quý nhân, hỗ trợ rất lớn nếu mệnh chủ có những dự định.
bạn cần phải để mắt đến những kẻ đố kỵ xung quanh và cẩn thận trong lời nói, hành động để không khơi dậy sự nghi ngờ của những người khác sẽ giở trò xấu đối với bạn. Nhiều lần thành công trong sự nghiệp không phải là sự đóng góp của một cá nhân, bạn nên nhớ những người đã giúp đỡ và biết ơn. Chỉ bằng cách này bạn có thể làm cho mọi việc tốt và tốt hơn. Để kích hoạt tài lộc cũng như là hóa giải xung sát trong năm nay, mệnh chủ hãy treo trong phòng khách pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh để tăng cường quan vận, tài vận và sự nghiệp cho chính mình và người thân trong gia đình. Về tài lộc của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978 vào năm Tân Sửu. Mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ năm nay hại thái tuế, tài vận bị ảnh hưởng. Hại ám chỉ là tiểu nhân mưu hại dẫn tới thảm bại, thua lỗ, đừng tùy tiện tin tưởng sự hứa hẹn và báo đáp của người khác. Người đầu tư thì có thể sử dụng vốn nhàn rỗi để tiến hành đầu tư dài hạn, để giành được lợi nhuận vững vàng, không nên đầu tư mạo hiểm. Trong cuộc sống thì phải đề phòng người có ý lừa tiền, về mặt hợp tác thì phải thận trọng. Trước khi hợp tác nên dò xét tìm hiểu bối cảnh và nhân phẩm của bên đối tác để tránh bị lừa bịp, tổn thất. Năm nay lại có bạo bại nhập mệnh cho nên cơ hội cầu tài của họ có nhiều cơ hội, thu nhập sẽ phát triển theo tình hình, nhưng rủi ro hoặc là tài vận sẽ tùy theo mà tăng nhiều, đồng thời còn gặp không ít những việc đau đầu, thậm chí là nghiêm trọng, vì tiền tài mà xảy ra tranh chấp liên quan đến pháp luật. Chi tiêu ngoài ý muốn nhiều, năm nay tuy là năm tài vận kém nhưng người tuổi Mậu Ngọ không cần phải quá sức khẩn trương. Cơ hội vĩnh viễn dành cho người có chuẩn bị nếu như trong sự nghiệp có thể đặt ra kế hoạch cùng mục tiêu, cùng với sự cần cù chăm chỉ làm việc. Có thêm long đức quý nhân tương trợ thì có thể đạt được kết quả mong đợi. Ngược lại, nếu như ăn không làm biếng cả ngày vọng tưởng, tiền từ trên trời rơi xuống thì tiền tài tự nhiên sẽ có một ngày cạn kiệt. Để kích hoạt tài vận của mình, hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất và mặt dây bát bảo tâm kinh để kích hoạt tài lộc, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng. Đặc biệt giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Đặc biệt, mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 vào năm Tân Sửu này cần cẩn trọng chú ý trong tháng Canh Tý, dương lịch từ ngày 4 tháng 12 cho tới ngày 2 tháng 1 năm 2022, tức là từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào tháng này thì gia chủ cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá cũng như là thị phi không đầu ập tới, cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh vào năm 1978 không nên tiến hành công việc trọng đại quan trọng trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tình duyên của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 vào năm Tân Sửu. Hàm trì là sao chủ về mặt tình cảm, người độc thân có vận đào hoa vượng, xác suất yêu đương rất cao. Nhưng nhớ kỹ, nhân duyên của năm nay sẽ kèm với đào hoa sát do sao tứ lục mang tới, nên mệnh chủ cần tìm hiểu kỹ càng, không nên vội vàng tiến tới, dục tốc bất đạt. Kiến nghị nên dùng thái độ đề phòng, nếu như quen bạn khác phái mới thì đang phát triển tình cảm trước đó thì nhất định phải tìm hiểu kỹ càng, tránh các việc phát sinh như cuộc tình tay ba hoặc lừa hôn nhân lấy của. Khá may mắn trong tình cảm, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 có thể có nhiều người ngưỡng mộ xung quanh, một số trong họ có thể cung cấp cho bạn rất nhiều sự giúp đỡ trong sự nghiệp và một số thì nên tránh xa. Nếu bạn đã kết hôn thì có thể gặp một số vấn đề trong năm nay vì quá chú trọng vào công việc và đời sống xã hội mà bỏ quên gia đình bạn. Bạn cần phải biết rằng một gia đình ổn định có thể cải thiện sự nghiệp, vì vậy hãy nói chuyện nhiều hơn với gia đình của mình, thể hiện sự hiểu biết lẫn nhau. Năm nay bạn có may mắn trong tình yêu và mối quan hệ tình cảm, đặc biệt là trong cuộc sống hôn nhân. Những người độc thân thì sẽ gặp gỡ bạn tình tâm hồn của họ. Đối với những người đã kết hôn thì họ sẽ có một mối quan hệ hài hòa với bạn đời của mình. Tuy nhiên, nếu chỉ chăm chú vào công việc, bạn đời của bạn sẽ có cảm giác bị bỏ rơi. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được quý thần tương trợ, từ đó tăng cường nhân duyên cho mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ 1978.
sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 vào năm Tân Sửu 2021. Trong suốt cả năm thì tuổi Mậu Ngọ nên chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình. Mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 năm nay sẽ hao tổn sức khỏe là bị hại thái tuế cùng với thiên ách ảnh hưởng, số mệnh không được tốt. Thiên ách là sao đại hung ám chỉ, có trời giáng tai ách xảy ra, biểu hiện lưu niên dễ dàng phát sinh vấn đề. Ra ngoài cần phải chú ý an toàn, những người lái xe tuổi Mậu Ngọ năm nay cần phải luôn đề cao cảnh giác trong quá trình chạy xe thì lấy an toàn là hàng đầu. Chớ nên vội vàng sao động, luôn nhớ kỹ, dừng 3 phút không bằng gấp 1 giây, nếu không dễ dàng phát sinh vấn đề. Mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 năm nay sức khỏe và của bản thân và người nhà dễ dàng xuất hiện bệnh tật, thậm chí có khả năng bệnh cũ tái phát trở lại, tình trạng bệnh vạch thì khó trị và phát sinh, cần chú ý bảo vệ sức khỏe bản thân nhiều hơn. Nếu như cảm thấy không khỏe, cần phải chạy chữa kịp thời. Hàng ngày thì nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của người lớn tuổi trong nhà. Bạn không nên làm việc trong một thời gian dài trước máy tính. Cần phải có những bữa ăn thường xuyên, tránh làm việc ngoài giờ, ít có cơ hội mắc bệnh. May mắn cho sức khỏe thì sẽ không tốt cho bạn. Thành công trong sự nghiệp có nghĩa là nhiều bữa tối bên ngoài, thường xuyên uống rượu và thức khuya, có thể dẫn đến các bệnh về sức khỏe. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 Nam Mạng, sao Thái Âm chiếu mệnh. Sao Thái Âm chủ về mọi chuyện được như ý, cầu danh lợi đều được nên đi xa gặp người trên có lợi. Phụ nữ gặp sao này sẽ được vui vẻ, tiền tài, hạnh phúc, dễ đạt được ước mơ nhưng về sinh nở thì bất lợi. Nam giới đi lại hanh thông, gặp sao này được bạn nữ giúp đỡ rất nhiều về tiền bạc. Thái Âm là sao tốt cho nữ giới nhưng không tốt lắm đối với nam. Sao Thái Âm thì tốt cho cả nam lẫn nữ vào tháng 9 nhưng lại kỵ vào tháng 11. Nữ mà bị sao này chiếu mệnh sẽ mang nhiều bệnh tật, không nên sinh đẻ, dễ xảy ra nguy hiểm. Mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ Nam Mạng vào năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn Diêm Vương. Hạn Diêm Vương tốt hay xấu thì tùy từng vào đối tượng. Khi gặp hạn Diêm Vương thì có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang đầu và người bị bệnh đau yếu. Đối với những người khác, khi mà gặp hạn này thì đây là một năm tuyệt vời. Với mọi người, nếu không mắc phải bệnh tật hoặc là được chữa trị tốt thì năm nay ăn nên làm ra. Phát tài phát lộc, gia đình luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự phát tài. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Mậu Ngọ nữ mạng, sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao Thái Bạch thì sẽ là hung tinh, bởi sao Thái Bạch là ngôi sao mang vận xấu nhất trong các sao. Từ xa xưa thì dân gian ta đã có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Thái Bạch là sao xấu cần giữ gìn trong công việc kinh doanh, có nhiều tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất đó là vào tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ vào năm Tân Sửu thì sẽ gặp phải hạn Thiên La, chủ về sức khỏe và tâm lý. Đối với sao Thiên La này, nếu vi phạm làm trái vượt qua, thường sẽ gặp rắc rối. Nhẹ thì mang tiếng xấu, bị hiểu nhầm, cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê phán, đả kích mạnh mẽ. Xấu thì dây dưa kiện cáo và thậm chí là phải chịu các mức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Người gặp hạn Thiên La thì đề phòng cảnh vợ chồng cãi vã, ghen tuông. Thế nên cả hai cần phải nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Tử vi chọn đời của tuổi Mậu Ngọ 1978. Mậu thuộc hành thổ, ngựa đất, có khả năng nhìn nhận các vấn đề theo nhiều góc độ khác nhau hơn là Mậu Ngọ 1978 còn lại. Năng lượng thổ sẽ làm dịu đi tính cách nóng nảy vốn là bản chất của người tuổi này, khiến cho họ trở nên ổn định, bình tĩnh hơn. Tuổi Mậu Ngọ biết cách tổ chức làm việc theo một kỷ luật nghiêm ngặt nhất định, thạo thà mất thêm thời gian để làm việc chất lượng, chứ không làm nhanh, làm ẩu. Tuy nhiên, nhược điểm thường thấy ở những người sinh năm 1978 đó chính là không quyết đoán, thận trọng trong suy nghĩ và hành động. Điều này rất tốt nhưng lại khiến cho họ trở nên do dự, không dứt khoát để đưa ra quyết định cuối cùng. Nam giới tuổi Mậu Ngọ thành công lớn trên con đường tài lộc vào khoảng 49 tuổi. Thọ trung bình của nam giới Mậu Ngọ khoảng từ 55 cho đến 65 tuổi. Nhưng nếu ăn ở hiền lành thì sẽ được gia tăng tuổi thọ từ 5 năm đến 10 năm.
Về phần gia đạo thì bạn hoàn toàn êm ấm, nhờ vậy mà gia đình sống rất hạnh phúc, con đường công danh chỉ ở vào mức độ bình thường mà thôi. Nếu đường công danh có lên cao thì cũng chỉ là tạm thời trong cuộc sống, rồi sau đó cũng sẽ trở lại như cũ. Sự nghiệp có khi lên rất cao, tuy nhiên thì không được lâu bền. Vấn đề tiền tài vào ra đều đặn nhưng lại thường xảy ra khó khăn về vấn đề tiền tài. Nhưng đó cũng chỉ là giai đoạn tạm thời mà thôi. Sự nghiệp có thể hoàn thành vào tuổi 45 trở đi, từ 25 cho đến 30 tuổi. Năm 25 tuổi thì sẽ có một lần thất vọng lớn về mặt tình cảm. Năm 26 tuổi kỵ tháng 8, kỵ lửa, kỵ đi xa. Năm 27 tuổi có hoạch tài. 28 tuổi coi chừng bị lừa gạt. 29 tuổi sẽ có một cuộc thay đổi bất ngờ đem lại lợi hại cho bạn. 30 tuổi kỵ mùa xuân, kỵ nước, kỵ hùn hạp làm ăn. Từ 31 cho đến 35 tuổi thế nào cũng sẽ đau nặng, coi chừng đáo tung tình. Năm 35 tuổi thì sau những năm gia hạn dài thì năm này là năm bạn được gặp rất nhiều dịp may, làm ăn phát đạt, vui tươi và may mắn trọn năm. Từ 36 đến 40 tuổi thì đời bạn bắt đầu đi vào một khúc quang mới, nhiều vui tươi, hứa hẹn một tương lai vô cùng rực rỡ trong khoảng thời gian này, nhưng coi chừng có thể lâm bệnh bất ngờ vào cuối mùa đông của năm 40 tuổi. Từ 41 cho đến 45 tuổi, kỵ nước và kỵ mùa xuân trong những đứa con bạn có được thì đỗ đạt cao và nên danh phận trong năm này. 44 tuổi có một sự lo phuồn về tình cảm, vợ chồng nên cố gắng giữ gìn để hiểu lầm nhau trong năm này. 45 tuổi thì có một tiếng sét ái tình có thể xảy ra. Từ 46 cho đến 50 tuổi coi chừng bị lừa gạt về vấn đề tình cảm. 49 tuổi kỵ mùa hạ, kỵ đi xa. 50 tuổi có tin vui trong gia tộc, coi chừng có đại tang trong năm này. Từ 51 đến 55 tuổi, khoảng thời gian này, thu được nhiều kết quả về tài chính, có cơ hội phát triển nghề nghiệp, sống một cuộc sống đầy đủ, sung túc. Nhưng từ 52 cho đến 54 tuổi thì đau bệnh hay gặp tai nạn, đề phòng năm này. Ngoài ra thì khác năm khác bình thường. Từ 56 đến 60 tuổi, kết quả mỹ mãn sau những năm lao đao, bôn ba cho sự nghiệp. Bây giờ là năm bạn được hưởng an nhàn, vui sướng. Về trí não cũng như là về mặt vật chất, thân thần, cũng như là năm này không có gì xảy ra quan trọng trong cuộc đời, trừ đau bệnh và lặt vặt. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là đối với những gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong năm 2021 này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi, đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.